Dưới 30 củ thì anh em đã sở hữu được một bộ PC full trắng như thế này, mà anh em có thể là chiến được all game, cũng như là anh em có thể làm được edit video, cũng như là làm các phần mềm đồ họa anh em nhá. Anh em hãy cùng mình vào check linh kiện của bộ PC này nhá. Sử dụng cấu hình main B660 Zoctric A Gaming Wi-Fi, CPU i5-13500, RAM là 32GB 4x8, giúp cho anh em có độ băng thông truy xuất cao nhá. SSD ở đây sử dụng là 1TB LVMe, tăng tuổi thọ cho CPU i5-13500. Mình sử dụng một chiếc tản nước đến từ thương hiệu của Coolmoon, đó là 360x3 fan, làm mát cực tốt và có giải LED RGB cho anh em nhá, đồng bộ với main luôn. Như đầu video mình nói, để mà edit video cần on game thì ở đây mình đang sử dụng một chiếc Vega là 3070 Ultra. Phiên bản này giúp cho anh em xuất hình ra cực LED, cũng như là hỗ trợ anh em cân tất cả các phần mềm đồ họa bây giờ. Hai bộ kit 6 fan của LC30 giúp cho anh em đối lưu không khí cực kỳ là tốt, cũng như là mát mẻ cho cái hệ thống dàn PC của anh em nhá. Tổng kết lại, với bộ PC full trắng như này mà anh em cảm thấy yêu thích thì anh em có thể làm một comment xuống dưới link TikTok của mình nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình.